gặp nhau trong phần tiếp theo của bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày 9 tháng 10. Thưa quý vị, hầu hết các thị trường chứng khoán tại châu Á xanh sàn trong phiên ngày thứ ba với kỳ vọng ứng cử viên đảng Dân Chủ bà Hillary Clinton sẽ giành thắng lợi trong cuộc đua vào Nhà Trắng trước đối thủ Donald Trump. Tuy nhiên, thì thị trường không tránh khỏi vài thời điểm rung lắc nhẹ khi nhà đầu tư vẫn chưa chắc chắn về kết quả bầu cử cuối cùng. Khép phiên, sắc xanh phủ khắp hầu hết các chỉ số chính tại thị trường châu Á. Nikkei 225 của Nhật là chỉ số duy nhất đỏ sàn trong phiên này. Nhà đầu tư tại châu Á đặt cược vào khả năng giành chiến thắng của ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton trước đối thủ Donald Trump trong cuộc đua vào vị trí chủ nhân mới của Nhà Trắng trong nhiệm kỳ 4 năm tới. Thị trường Úc xanh sàn với sự hỗ trợ tốt từ nhóm nguyên vật liệu khi tăng đến 1,35%. Tiếp theo là lực đẩy từ nhóm cổ phiếu năng lượng cùng với mức tăng hơn 1,3%. Trong khi đó tại Hàn Quốc, cổ phiếu của hãng sản xuất điện tử Samsung mất gần 1% trong một diễn biến mới nhất cho thấy các công tố viên đã bắt đầu dòm ngó đến Samsung vì nghi vấn liên quan đến vụ bê bối chính trị của đương kim tổng thống Park Geun-hye. Nhật Bản là thị trường duy nhất khép phiên bằng sắc đỏ sau một phiên chứng kiến sự đi ngang của nhiều chỉ số. Chỉ số Nikkei 225 giảm điểm nhẹ vào cuối phiên. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức trong một phát biểu mới đây đã cho rằng di cư không phải là vấn đề của NATO mà đó là thuộc phần nhiệm vụ của Liên minh châu Âu. Mới đây, Đức đã cam kết viện trợ gần 61 triệu euro cho các hoạt động cứu trợ của Liên Hợp Quốc tại châu Phi. Đây là động thái của Đức nhằm hạn chế tình trạng bùng nổ di cư đến châu Âu trong thời gian gần đây. Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước này đã có ý kiến cho rằng di dân không phải là vấn đề mà NATO phải giải quyết. Khi nhìn vào tình trạng di dân từ các quốc gia châu Phi, tôi không nhìn thấy trách nhiệm của NATO. Giải quyết những vấn đề này là nhiệm vụ của Liên minh châu Âu và chính phủ châu Phi. Phải làm sao để kết hợp giữa những chính sách về con người và về cả quân sự để tạo thành chính sách phù hợp và thi hành chúng. Khoản viện trợ mà Đức cam kết thực hiện mới đây sẽ nâng số tiền mà quốc gia này ủng hộ cho Liên Hợp Quốc lên ngưỡng 298 triệu euro tính riêng cho năm 2016. Không chỉ riêng Đức, mà rất nhiều quốc gia châu Âu đang hứng chịu cơn bão di dân từ châu Phi. Hàng triệu người đã vượt qua sa mạc và biển để tìm kiếm cơ hội mới ở châu Âu. Và hàng ngàn người đã thiệt mạng ngay trên quãng đường di chuyển. Các quốc gia ở châu Âu đang đau đầu ứng phó với tình trạng bùng nổ di dân và cả nạn tẩy chay dân nhập cư. Chủ tịch Eurogroup và Bộ trưởng Tài chính Đức đang đứng trước khả năng chọc giận Hy Lạp và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF khi mà mới đây đã tuyên bố là sẽ khó lòng giảm thêm nợ cho Hy Lạp. Chủ tịch Eurogroup mới đây đã cho biết không thể đề ra bất kỳ kế hoạch giảm nợ nào cho Hy Lạp cho đến cuối năm 2016. Trước đó, nhiều quốc gia của Eurogroup đã nhất trí phương án giảm một phần nợ ngắn hạn cho Hy Lạp. Nhưng Đức từ chối đưa ra bất kỳ cam kết nào liên quan đến việc giảm nợ cho đến cuối năm 2018. Đây là thời điểm gói hỗ trợ trị giá 86 tỷ euro có thời hạn giải ngân trong vòng 3 năm kết thúc. Theo chủ tịch Eurogroup, ở thời điểm hiện tại sẽ không có cách nào để đánh giá quy mô nợ của Hy Lạp. Bộ trưởng Tài chính Đức đồng ý với quan điểm trên và cho biết sẽ là vô nghĩa nếu đề ra bất kỳ phương án nào để giảm nợ cho quốc gia này. Động thái trên được cho là đã chọc giận IMF, vốn đang hy vọng một phương án giảm nợ dài hạn cho Hy Lạp. Thương hiệu thức ăn nhanh nổi tiếng của Mỹ là McDonald's mới đây đã đâm đơn kiện thành phố Florence, nước Ý do không được cấp phép mở nhà hàng tại khu quảng trường linh thiêng bậc nhất của thành phố này. Theo hãng thông tấn AFP, chủ nhà hàng thức ăn nhanh McDonald's của Mỹ cho biết họ đã bị thiệt hại gần 20 triệu đô la Mỹ sau khi chính quyền thành phố Florence, nước Ý bác đơn xin mở một chi nhánh của McDonald's tại Piazza del Duomo, khu phố cổ được yêu thích nhất tại châu Âu. Đây cũng là khoản tiền mà McDonald's đòi chính quyền địa phương bồi thường cho mình trong đơn kiện mới đây. Trong khi đó, đại diện thành phố Florence cho biết họ đã nhận được đơn xin mở nhà hàng của McDonald's hồi tháng 6 năm nay và đã quyết định bác bỏ vì không muốn sự xuất hiện của thương hiệu thức ăn nhanh từ Mỹ làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp cổ kính của thành phố. Cùng với quan điểm này mà hồi tháng 1 năm nay, chính quyền thành phố Florence đã ban hành quy định yêu cầu các nhà hàng nếu muốn hoạt động trong khu vực này thì bắt buộc phải sử dụng những sản phẩm đặc trưng của thành phố hoặc chí ít là thực phẩm phải có xuất xứ từ vùng Tuscany.